Liên hoan phim Á Châu lần thứ 20. Liên hoan phim Á Châu lần thứ 20 diễn ra tại Đài Bắc Đài Loan năm 1974. Đại diện tranh tài tại liên hoan phim bao gồm các nước Philippines, Hàn Quốc, Nam Việt Nam, Cộng hòa Khmer, Thái Lan, Indonesia, Singapore, Nhật Bản, Hồng Kông và Đài Loan. Mùa hè năm 1974, Liên hoan phim Á Châu lần thứ 20 đã chính thức khai mạc tại Đài Bắc Đài Loan vào thứ Ba ngày 11 tháng 6. Tổng thống Tưởng Giới Thạch đã gửi thông điệp chúc mừng liên hoan phim. Hơn 300 nhân vật nổi tiếng trong ngành điện ảnh đến từ 10 quốc gia châu Á đã tham gia lễ khai mạc do Frederick Chien, Tổng Giám đốc Văn phòng Thông tin Chính phủ Đài Loan và Chủ tịch danh dự của Liên hoan phim chủ trì. Ngoài hai đoàn mạnh nhất là Hồng Kông và Đài Loan với những tên tuổi ăn khách được khắp châu Á yêu thích như Khương Đại Vệ, Lý Thanh, Địch Long, Trân Trân, Tạ Hiền, Wen Tao, liên hoan phim kỳ này là một bước khẳng định sự lớn mạnh của các nước trong khu vực. Đoàn Việt Nam đến dự với sự xuất hiện của ba gương mặt nữ diễn viên đang được yêu thích là Thẩm Thúy Hằng, Kim Cương và Băng Châu. Liên hoan phim đã thu hút 40 phim tham gia dự thi, trong số đó có 33 phim truyện và 7 phim tài liệu. Những phim hoặc cá nhân chiến thắng sẽ được công bố tại lễ bế mạc vào thứ Bảy, ngày 15 tháng 6 năm 1974. Phái đoàn điện ảnh Philippines được vinh danh với nam diễn viên Joseph Estrada, người sau này đã trở thành tổng thống thứ 13 với nhiệm kỳ 1998-2001. Joseph Estrada được vinh danh là nam diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Tên Sâm. Điện ảnh Hàn Quốc với bộ phim Hoa Thủy Tiên Vàng đã đem vinh quang khi nhận giải thưởng đặc biệt và giải đạo diễn cho Kim Tak Kon cũng như giải hình ảnh cho Chung Cho Myung. Nữ diễn viên Hàn Quốc An In-suk đã được bầu chị là nữ diễn viên ăn khách nhất liên hoan phim. Điện ảnh Thái Lan được tự hào khi liên hoan phim vinh danh nam diễn viên Krung Srivilai trong bộ phim diễn cùng Thẩm Thúy Hằng, Vàng. Đây cũng là bộ phim được cho là thú vị nhất trong năm. Điện ảnh Indonesia đem đến liên hoan phim Renium Kalasimama với sự tham gia diễn xuất của Pernomo và Rina Hasim. Đoàn điện ảnh Campuchia đem đến giới thiệu tại liên hoan phim bộ phim điện ảnh hợp tác với Hồng Kông Tình Cô Gái Rắn của đạo diễn Tilim Koinuk, do các ngôi sao Campuchia thời bấy giờ như Ji Savet, Chi Yothum, Loto, Sắc Isbong diễn xuất. Nhật Bản là một nền điện ảnh mạnh khi họ cạnh tranh được cả Hollywood khi đem đến giới thiệu tại liên hoan phim 1974 The Submersion of Japan với sự tham gia của các ngôi sao như Azumi Ishida, Keiko Bayashi. Đây là bộ phim được đánh giá thành công nhất về mặt kỹ xảo. Liên hoan phim kết thúc vào ngày 15 tháng 6 năm 1974. Còn đây là những thành công của đoàn điện ảnh miền Nam Việt Nam tại liên hoan phim Á Châu lần thứ 20 ở Đài Bắc. Thẩm Thúy Hằng đã được trao giải thưởng đặc biệt là ảnh hậu Á Châu, nữ diễn viên nổi tiếng nhất năm 1974. Nữ diễn viên xuất sắc Kim Cương phim Hải, Người Chồng Bất Đắc Dĩ. Bộ phim tình cảm xúc động nhất được trao cho phim Nắng Chiều của đạo diễn Lê Mộng Hoàng. Nữ diễn viên thể hiện vai bi kịch xuất sắc nhất, Thanh Nga phim Nắng Chiều. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kiều Trinh trong phim Chiếc Bóng Bên Đường. Kim Cương đoạt giải lời thoại xuất sắc nhất với bút danh Hoàng Dũng trong kịch bản phim Chiếc Bóng Bên Đường. Ngoài ra, Thanh Nga được bầu chọn là nữ diễn viên chiếm nhiều cảm tình nhất trong bộ phim Một Thoáng Đam Mê. Tôi sợ cô, sợ một con người thủ đoạn.